Rồi, chào anh chị cô chú nha. Video này thì anh chị cô chú nào mà cần cái máy cắt cây to ấy, để mình cắt cây lúc mà cây nó còn cây to đâu hoặc là xẻ gỗ đâu thì mình mua cái đòn con này. Nó là cái dòng nổi tiếng nha. Thương hiệu là Komatsu ha, Komatsu. Con này là G620 nha. Nghe kỹ rồi mua nha. Trước khi quay về máy thì em sẽ nói là hình thức giao dịch ấy, thì mình mua, mình thanh toán, em mới gửi hàng nha. Em không có ship thu hộ nha. Đó. Về máy này. Máy này em có mở bôi cho xem luôn ha. 620 nha. Thì cái chụp giật của nó hơi cái chỗ này, cái phần chỗ này nó hơi bẻ cái đây. Nó không ảnh hưởng gì, giật bình thường nha. Màu đỏ đẹp lắm, vệ sinh ra màu đỏ đẹp lắm nhé. Này chưa vệ sinh nhé. Mặt tiền đây, tại vì nó không có sử dụng gam rồng á, nên là mặt tiền nó hơi trầy trầy một tí đó. Là chuyện bình thường nha. Điêu luôn hả? Zin nha. Đây. Lắp đẹp nha mọi người. Lắp máy này vệ sinh ra mới tinh. Ốp lam thì cái ốp lam con này thì này G620 này, G620 này cái dính sơn tí 620, cái ốp lam ở đây nó khuyết một tí nha, khuyết một tí nha. Nó không có ảnh hưởng gì hết chứ, nó không có bị bay cái bung cưa ra chỗ này đâu, này nó khuyết bên đây, G620 made in Japan ha, Genoa. Con này nó dùng chu đồng tiền nha. Thì nó sai chung đồng tiền nên mình thay thế rất là dễ dàng. Rồi tiếp theo là em đi theo bộ lâm xích. Bộ lâm xích thì tuyệt vời nha. Bộ lâm xích này là tinh rất là dày nha, không mẻ. Bộ lâm xích này em nói mua 700 ngàn không có để mua đâu. Bộ lâm thép bãi nữa. Mua một bộ như thế 700 ngàn không có để mua, mà em cũng chả có để bán. Làm này làm 6 tấc. Nói chung là anh ở nhà em ấy, ở quê anh trai em ấy thì cũng đang dùng một con 620 này. Em dọn một con cho anh dùng ở nhà, chắc rất là ngon, cực kỳ ngon. Đây, thông số nó đây. 62cc nặng 5,4kg nha. Đó. Con này khai thác cực kỳ ngon nha mọi người. Rồi, này em sẽ mở cái nắp E trên này ra cho mọi người xem trong đồ đạc nó còn hay không. Genoa này. Genoa sẽ bạn zin nha. Đây, lọc gió. Chế đồ còn đủ nha. Đây, để tí em thử lửa luôn. Và bây giờ em quay cái mic để tông cho xem. Ui, cái mic tông. Còn ngang luôn nha mọi người. Hai lá bạc. Dập hơi nghe nè. Hơi con này nó còn bố luôn mọi người. Con này hình như là bít tông nó 50 ly mọi người. 48 50 ly gì sao? 50 ly. Em thử lửa thử nha. Thử lửa xem máy có lửa không nha. Hơi thử có lửa chứ mọi người. Đó, mọi người để ý đâu Buri nó đánh lửa chứ mà có lửa. Ok,
Đó, máy thì em thấy đủ đồ nha. Ok, rất là nhanh. Hơi của này khủng bố lắm mọi người. Tiếng máy con này thì khét nghẹt, nghe rất là khét. Cái này nó có chỉnh nhớt trên này mọi người ơi. Có chỉnh nhớt trên này không? Rồi, vệ sinh ra đẹp nha. Con này để anh em khai thác thì thôi. Con này thì nói chung cái về cái ngọn hình thì nó có một vài điểm khiếm khuyết như thế này. Đó, như cái chụp giật này. Đó, nó không ảnh hưởng gì việc giật nha. Đó, rồi cái ốp lam bữa nay có sao thì em nói vậy, về sao em bán vậy. Thì đúng ra con này nó cao tiền lắm nha. Đó, đúng ra con này nó cao tiền lắm. Bô nó đây, đúng ra là nó cao tiền, mà tại vì nó có một số điểm khuyết ấy, nên là em để giá nó hợp lý. Cái con này em sẽ để cho mọi người 3 triệu nha, 3 triệu cho anh em khai thác, hoặc là các cây to to gia đình, hoặc là mình để trong gia đình đó, mình lúc cần cái cây to sỉ gỗ mình sẽ cho nó khỏi phải đi mượn. Máy là chưa dọn, em không bao giờ nha, mở bô cho xem rồi thử lửa cho mọi người. Đó, quay tổng thể cho mọi người nha. Đế còn rất đỏ nha. Rồi, 3 triệu con này không bao ship nha, nào làm cho ship đi. Cái bộ lam xích này không cũng gần cả triệu bạc đấy nha mọi người.